xin chào bạn, thì trong show cũng có gặp Rico, xin lỗi bạn, tại vì anh chơi với Rica luôn, anh cứ nhầm hai đứa mà Rica trong lộn xộn á. Thì Rico đi show của bạn thì cũng có nhiều anh em mình đã quay rồi, nhưng mà tại vì chưa góp cho nên cũng có nhiều fan hỏi là chừng nào có số của tụi em, của Rick với tụi em. Thì nay có gặp thì cũng sẽ chia sẻ thêm xíu, cũng một thời gian lâu rồi, tại vì anh quay cũng tương đối lâu rồi mà chưa có lên sóng được. Dạ. Thì hôm nay đi vậy thì gần đây thì thấy như là tụi mình cái show Deadlock, hình như là đã cái series Deadlock là mình còn hình như là hết rồi. Dạ. End rồi đúng không? Dạ, tụi em đã để cái số cuối cùng là Deadlock Beat là muốn dừng lại một thời gian rồi. Dạ, cái để dừng lại để làm một số sản phẩm riêng. À, cá nhân giữa em với Rick. Dạ, là mọi người có hai người sẽ có hai hướng đi. Dạ, đúng rồi. Dạ, tụi em sẽ đi cái hướng đi nó có nhạc solo một xíu. Là giữa em với Rick. Có sợ sẽ gặp nhiều khó khăn không? Tại vì nhưng mà trước giờ khi mà mình nổi lên thì là một cặp đôi á, em với Rick là một cặp đôi, thì bây giờ tách ra như vậy thì có sợ gặp nhiều khó khăn hơn không? Dạ không, dạ bình thường cũng là nhiều khó khăn rồi. Thì không lo nữa. Dạ. Đặc biệt là mình rất là thích cái flow của Rico các bạn. Anh rất là thích nghe thật sự luôn, rất là thích cái cách của em flow rất là cuốn. Dạ. Thì có thể là chia sẻ thêm là những cái sản phẩm mới của em thì vẫn tiếp tục theo phong cách phát flow hay là sẽ có cái sẽ theo một cái kiểu gì khác mới hơn không, hay là vẫn là duy trì cái thế mạnh của mình? Dạ. Thì sắp tới thì em sẽ có một cái bài mà trước khi nói về cái bài này thì em sẽ nói về cái bài cũ của em là Need for Speed. Là cái bài đó em có phát một lúc trăm mấy từ á. Thì bây giờ em sẽ vượt cái ngưỡng của bài đó vào tháng 9 này, giữa tháng 9 hoặc là cuối tháng 9, có thể là trễ hơn, tại vì cái bài này em phải chuẩn bị rất là kỹ lưỡng để cho không có sơ suất gì hết, để xảy ra cho mọi người nghe để có cảm giác ấy hơn. Dạ. Vậy thì anh sẽ luôn gọi là chờ cái sản phẩm của em và cả của Đức luôn, thì rất là hy vọng là hai đứa sẽ luôn thành công ha. Dạ. Rồi, cảm ơn hai đứa. Rồi.